Năm loại quà khi ăn đói còn tốt hơn cả thần dược, trị hàng tá bệnh, càng ăn càng sống thọ. Xin kính chào quý vị cô bác đã quay trở lại với kênh Truyền hình Sức Khỏe. Xin hỏi cô bác, khi đói thì có cô bác nào đi chọn ăn hoa quả không ạ? Tôi biết chắc câu trả lời là không rồi. Vì khi đói thì theo quan điểm của nhiều người là phải ăn cơm, ăn đồ gì đó no bụng, chứ ăn hoa quả có khi lại còn cồn ruột, đói hơn. Tuy nhiên, cô bác có biết không, chính bởi quan điểm này mà mọi người đang bỏ lỡ mất thần dược trời ban đấy ạ. Bởi theo các chuyên gia, có 5 loại quả quen thuộc sau đây, càng ăn vào lúc đói thì càng phát huy công dụng tốt gấp cả trăm lần nhân sâm. Cô bác biết mà ăn sớm thì sẽ khỏe mạnh, sống lâu trăm tuổi. Cụ thể thế nào? Hãy cùng Truyền hình Sức Khỏe đi tìm hiểu chi tiết ngay sau đây nhé! Thứ nhất, quả ổi. Hầu hết cô bác thường chỉ ăn ổi tráng miệng sau bữa ăn hoặc đã lót dạ gì đó trước rồi đúng không ạ? Nếu đúng thì hãy bình luận số 1 nhé! Tuy nhiên, nếu biết được những lợi ích vàng này thì đảm bảo từ nay cô bác sẽ thường xuyên ăn ổi khi đói luôn đấy ạ! Theo các chuyên gia sức khỏe, ổi là một trong những loại quả có hàm lượng vitamin C cực kỳ cao. Nếu dạ dày đang trống rỗng mà chúng ta ăn ổi thì toàn bộ lượng hoạt chất này sẽ được hấp thụ và chuyển hóa hoàn toàn. Khi vào cơ thể, chúng sẽ kích hoạt sự sản xuất chất collagen, giúp giảm đau xương khớp, tăng cường hệ miễn dịch và bảo vệ sức khỏe rất tốt. Còn về vấn đề ăn ổi lúc đói thì chúng ta cùng tìm hiểu rõ ràng. Chỉ những người đang bị đau dạ dày thì mới không được ăn. Còn những người có dạ dày khỏe mạnh và hệ tiêu hóa bình thường thì ăn ổi vào lúc đói còn thúc đẩy dạ dày tăng tiết enzyme, co bóp khỏe hơn và hấp thụ thức ăn tốt hơn. Cô bác lưu ý nhé! Ngoài ra, các chuyên gia cũng khuyến khích cô bác là khi ăn ổi thì chúng ta nên ăn cả vỏ vì vỏ ổi có hàm lượng vitamin và khoáng chất dồi dào. Cấm tuyệt đối không được ăn ổi còn non hoặc còn xanh vì vị chát trong ổi sẽ có rất hại cho dạ dày hoặc làm chúng ta dễ bị táo bón nặng. Thứ hai, quả táo. Ngạn ngữ phương Tây có một câu nói rằng ăn một trái táo mỗi ngày thì cả đời không phải tìm đến bác sĩ. Quả là không sai chút nào. Ăn táo bình thường thì đã tốt rồi. Nhưng nếu cô bác nhớ chúng ta ăn vào đúng thời điểm mà chúng ta đang đói thì công dụng của chúng sẽ nhân lên gấp bội lần đó ạ. Theo bác sĩ chuyên khoa Đỗ Thị Ngọc Diệp, Phó Chủ tịch Hội Dinh dưỡng Việt Nam, táo là một loại trái cây được rất nhiều người ưa thích và lựa chọn để sử dụng hàng ngày. Không chỉ bởi chúng có màu đỏ rực rỡ, hương vị thơm ngon đặc trưng mà còn bởi những lợi ích to lớn mà chúng mang lại cho sức khỏe con người. Táo có chứa nhiều chất xơ nên rất tốt cho hệ tiêu hóa. Đặc biệt trong phần vỏ của loại quả này còn có chứa pectin. Ăn cả vỏ và ăn vào lúc đói thì chúng có thể bảo vệ những lợi khuẩn và axit lactic trong ruột kết, giúp chúng hoạt động hiệu quả hơn. Đồng thời, pectin còn có thể giúp cơ thể loại bỏ độc tố và giảm nguy cơ gây ung thư. Hơn thế nữa, phenolic trong táo còn có thể làm giảm cholesterol xấu, giảm nguy cơ xuất hiện những mảng bám trên thành động mạch, từ đó giảm đáng kể nguy cơ gây ra bệnh mạch vành, đồng thời giúp cô bác có một trái tim khỏe mạnh. Tuy nhiên, táo chỉ có thể phát huy tối đa công dụng của nó nếu như bạn ăn táo đúng cách. Vấn đề được nhiều người quan tâm hiện nay là nên ăn mấy quả táo một ngày. Theo các chuyên gia dinh dưỡng, chúng ta chỉ nên ăn từ 1 đến 2 quả táo trong một ngày. Bên cạnh đó, cô bác tuyệt đối không được ăn táo vào buổi tối vì chúng sẽ làm tăng lượng axit trong dạ dày, ảnh hưởng đến sức khỏe đường tiêu hóa và chất lượng giấc ngủ. Thứ 3, quả đu đủ. Tôi để ý thấy rằng hiện nay có rất nhiều người sẵn sàng bỏ ra tiền triệu, thậm chí là cả chục triệu để tìm mua được 1 kg hoa đu đủ đực, mà không hề biết rằng quả đu đủ mới chính là thần dược. Đu đủ không chỉ có giá thành rẻ, màu sắc hấp dẫn mà có hương vị thơm ngon đặc trưng.
cô bác chỉ cần bổ sung một quả đu đủ cỡ vừa vào chế độ ăn uống là đã có thể tận hưởng được những lợi ích tuyệt vời mà đu đủ mang lại. Thực tế thì đu đủ là loại trái cây có quanh năm, nên chúng ta ăn vào mùa nào cũng được và vào thời điểm nào cũng đều tốt. Tuy nhiên tốt nhất vẫn là ăn vào lúc đói. Đó là bởi trong quả đu đủ có chứa enzyme papain. Hoạt chất này khi gặp enzyme tiết ra trong khi dạ dày đang đói sẽ có khả năng ức chế vi khuẩn, tiêu diệt tế bào và chặn đứng hoàn toàn quá trình di căn. Không chỉ vậy, ăn đu đủ khi đói còn giúp làm sạch chất độc hại trong dạ dày, cải thiện hệ tiêu hóa và hạn chế chứng khó tiêu, đầy bụng, táo bón. Quả đu đủ cũng chứa nhiều chất chống oxy hóa như vitamin C, E và A, nên nó có thể làm giảm mỡ máu, hạn chế nguy cơ bị nhồi máu cơ tim và tai biến mạch máu não. Tuy nhiên, cho dù có yêu thích thực phẩm này đến đâu, cô bác cũng tuyệt đối không được ăn quá nhiều trong thời gian dài, vì chúng sẽ khiến phần da, lòng bàn tay, bàn chân bị vàng. Ngoài ra, nhiều người thường thích ăn đu đủ để lạnh bằng cách để chúng vào trong ngăn mát của tủ lạnh và khi ăn lấy ra ăn thêm ngon miệng. Nhưng cô bác cũng nên hạn chế ăn đu đủ lạnh vì bản thân đu đủ có tính hàn, không tốt cho sức khỏe. Thứ tư, quả lê. Cô bác có biết không, trong đông y, quả lê còn được gọi là khoái quả, ngọc nhũ hay mật văn. Chúng có đặc tính mát, vị ngọt thanh, đôi khi hơi chua, thường được dùng để chữa các chứng bệnh về ho, giải độc, thanh đờm, dưỡng huyết. Đây là một vị thuốc dân gian đáng quý và rất lành tính nên mọi người có thể sử dụng hàng ngày. Tuy nhiên, theo các lương y, chúng ta sẽ nhận được tối đa giá trị dinh dưỡng từ quả lê khi ăn vào lúc đói, cô bác nhé. Bởi khi đó, hàm lượng chất xơ cao trong quả lê sẽ giúp dạ dày làm việc tốt hơn, tiêu hóa tốt hơn. Chưa dừng lại ở đó, trong lê có chứa immunitin. Khi vào cơ thể lúc đói sẽ giúp hệ miễn dịch của chúng ta hoạt động hiệu quả, từ đó giúp chúng ta có cơ thể khỏe mạnh, dẻo dai và tràn đầy năng lượng. Quả lê cũng có chứa nhiều kali và magie. Đây là những khoáng chất quan trọng giúp bảo vệ mạch máu và ngăn ngừa nguy cơ xơ vữa động mạch. Nên cứ ăn thường xuyên vào lúc đói sẽ giúp ngăn chặn đột quỵ, đau tim hoặc các chứng bệnh liên quan tới huyết áp rất hiệu quả. Đặc biệt trong dân gian hiện nay, vẫn còn lưu truyền một bài thuốc trị ho hiệu quả từ quả lê và đường phèn. Cô bác chỉ cần cắt thịt lê thành những miếng nhỏ vừa ăn, cho đường phèn và lê vào tô lớn, rồi đặt vào nồi lớn đun cách thủy trong 15 đến 20 phút, đến khi lê chín mềm, đường tan hết thì bạn tắt bếp để nguội và dùng trực tiếp. Bằng bài thuốc này, những cơn ho của cô bác sẽ chấm dứt hoàn toàn chỉ sau 2 ngày sử dụng. Thứ 5, quả lựu. Từ lâu, quả lựu đã được đánh giá rất cao về công dụng phòng ngừa, điều trị bệnh, duy trì sắc đẹp và kéo dài tuổi thọ cho con người. Điều này đã được ghi lại trong cuốn Y Tông Tam Lĩnh của vị danh y Hải Thượng Lãn Ông như sau. Những hạt lựu chín đỏ rực, lấp lánh như những hạt ngọc trời cho, biết ăn thì sẽ sống lại vi khuẩn, chống nhiễm trùng và tẩy giun rất hiệu quả. Ăn vào lúc đói thì công dụng còn nhân lên gấp bội, cả đời sống vui khỏe, an nhiên, tự tại. Còn trong y học hiện đại ngày nay, có rất nhiều nghiên cứu khoa học đã chỉ ra rằng ăn lựu lúc đói sẽ làm giảm lượng cholesterol trong máu, ngăn ngừa đau tim, tai biến mạch máu não và phòng chống đột quỵ rất hiệu quả. Ngoài ra, trong quả lựu còn chứa rất nhiều canxi và phốt pho, nên rất tốt cho xương. Nếu uống vào lúc đói thì dạ dày sẽ hấp thụ nhanh hơn, nên tình trạng sưng tấy, phù nề hoặc đau nhức ở các bộ phận trên cơ thể cũng sẽ thuyên giảm rất nhanh và hiệu quả được duy trì cũng khá lâu. Tuy nhiên, trong quá trình ăn lựu thì cô bác cũng cần lưu ý là hạt lựu chính là có giá trị dinh dưỡng cao. Ăn nhiều sẽ giúp chúng ta nhuận tràng và hạn chế táo bón, nên chúng ta cần nhai thật kỹ và từ từ để hạt lựu phát huy tối đa công dụng.
và để tận dụng được hết những dưỡng chất có trong quả lựu, ngoài cách ăn trực tiếp thông thường, thì cô bác có thể cho lựu ép lấy nước để uống thay vì ăn cũng rất tốt nhé. Cô bác thân mến, nghe đến đây thì chúng ta đã biết được 5 loại quả cực bổ ăn khi đói là gì rồi đúng không ạ? Hiện nay đang là mùa hè, mùa của các loại trái cây. Vậy nên cô bác hãy sớm bổ sung các loại quả này vào chế độ dinh dưỡng của mình nhé. Liên quan đến các loại quả, nhiều cô bác có gửi thư về cho chương trình và đặt câu hỏi rằng còn có quả nào tốt cho sức khỏe nữa không? Giải đáp điều này, ngay bây giờ truyền hình sức khỏe sẽ tiết lộ cho cô bác 5 loại quả thần dược đại bổ, ăn lúc nào cũng nhận được dinh dưỡng, giúp cô bác khỏe mạnh, sống lâu. 1. Quả khế. Từ xa xưa, quả khế đã đi vào thơ ca và hình ảnh làng quê Việt Nam. Đây là loại quả vô cùng phổ biến ở nông thôn. Thế nhưng tới ngày nay thì đã dần mai một. Có lẽ khi biết được công dụng vàng của quả khế thì rất nhiều người sẽ tiếc nuối vì không biết sớm hơn. Xét theo bảng thành phần thì hàm lượng chất xơ có trong quả khế tương đối là cao. Vậy nên, ngoài việc bổ sung nước cho cơ thể, quả khế còn có công dụng rất tốt trong việc hỗ trợ hoạt động của hệ tiêu hóa. Đặc biệt, theo các nhà nghiên cứu, chất xơ trong khế chủ yếu là chất xơ hòa tan nên sẽ giúp chúng ta dễ tiêu, nhuận tràng, phòng ngừa táo bón và hạn chế tối đa nguy cơ bị trĩ. Thường xuyên ăn thì chúng sẽ giúp bảo vệ thành mạch dạ dày, xe lành những ổ viêm loét và sản sinh ra nhiều enzyme để giúp cô bác ăn ngon miệng hơn. Không chỉ vậy, chất xơ này còn hỗ trợ làm sạch độc tố trong đại tràng, tăng tiết dịch nhầy và thúc đẩy quá trình đào thải. Từ đó chúng ta có thể loại bỏ hoàn toàn độc tố tích tụ trong đường tiêu hóa, hấp thụ được tối đa nguồn dinh dưỡng từ các thực phẩm bên ngoài đưa vào. Ngoài ra, y học hiện đại cũng đã chứng minh trong thành phần của lá khế có chứa rất nhiều kháng khuẩn, có khả năng tiêu diệt mọi vi khuẩn gây dị ứng, ngứa da. Tắm lá khế là một bài thuốc chữa mề đay được áp dụng phổ biến với cách thực hiện đơn giản như sau. Cô bác chỉ cần chuẩn bị một nắm lá khế, đem ngâm với nước muối pha loãng, sau đó rửa sạch. Dùng tay vò nát lá khế, rồi cho vào nồi để đun khoảng 3-5 phút. Đợi cho nước nguội bớt thì bạn lọc lấy phần nước cốt để riêng. Phần lá khế có thể tận dụng để trà sát lên vùng da khi mề đay, giúp đẩy nhanh quá trình điều trị. 2. Quả sung. Từ rất lâu, y học cổ truyền và y học hiện đại đều đã ghi nhận hiệu quả của quả sung trong việc phòng ngừa và điều trị ung thư. Thậm chí loại quả này cùng với các quả chuối còn được các bác sĩ khuyến nghị bệnh nhân ung thư nên đưa vào chế độ ăn uống hàng ngày để rút ngắn quá trình điều trị và hồi phục sức khỏe nhanh hơn. Điều này được khẳng định là sau khi nghiên cứu, các nhà khoa học đã phát hiện ra rằng nhựa của trái sung có tác dụng rất tốt trong việc ức chế sự phát triển của nhiều loại tế bào ung thư như ung thư vú, ung thư gan và ung thư thực quản. Đặc biệt, quả sung sấy khô còn được đánh giá là một trong những loại quả có hàm lượng chất chống oxy hóa polyphenol cao nhất trong số các loại quả. Đây là loại flavonoid thực vật đặc trưng có tác dụng ức chế, ngăn ngừa sự phát triển và tác hại của các gốc tự do trong cơ thể, từ đó chặn đứng quá trình hình thành và di căn của các tế bào ung thư một cách hiệu quả. Tuy nhiên, không thể thấy sung rẻ tiền, ngon miệng và bổ dưỡng mà cô bác có thể ăn quá nhiều nhé. Bởi quả sung chín có tính nóng, nên ăn quá nhiều sung thì chúng sẽ gây ra tình trạng chảy máu cam và đau mắt đỏ. Ngoài ra, trong quả sung có chứa nhiều các axit oxalic. Khi đi vào quá nhiều trong cơ thể, chúng sẽ kết hợp với canxi, tạo ra cặn muối và hình thành sỏi thận, đồng thời ức chế quá trình hấp thu canxi của cơ thể, khiến cơ thể thiếu hụt canxi, gây loãng xương và các bệnh liên quan đến xương khớp. Vậy nên, cô bác chỉ nên ăn với số lượng vừa phải thôi nhé. 3. Quả chanh leo. Theo Phó Giáo sư Tiến sĩ Lê Thị Hải, Phó Giám đốc Trung tâm Nghiên cứu Dinh dưỡng Quốc gia cho biết, tại Việt Nam,
Chanh leo là một loại quả quen thuộc mà ai cũng biết đến. Tuy nhiên, chúng ta chỉ sử dụng chanh leo như một loại trái cây giải khát thông thường mà chưa biết hết về công dụng của chanh leo đối với sức khỏe. Trong khi đó, ở các nước ngoài, chanh leo được xem là một dược vương, được săn lùng, tìm kiếm và rất quý trọng. Sở dĩ chanh leo được xem là một loại quả quý vì nó mang lại rất nhiều công dụng tốt cho con người. Kết quả nghiên cứu khoa học cho thấy quả chanh dây chứa dồi dào chất dinh dưỡng gồm vitamin C, khoáng chất và một lượng nhỏ các vi chất khác có lợi cho sức khỏe. Chính nhờ những chất này mà chanh leo có công dụng tốt, giúp chữa được nhiều bệnh cho con người. Cụ thể thì hàm lượng chất xơ trong chanh leo giống như một thứ thuốc nhuận tràng, nên chúng có tác dụng rất tốt trong việc giữ cho đường tiêu hóa luôn sạch sẽ, rất tốt cho sức khỏe. Không chỉ vậy, trong chanh leo còn có axit phenolic và flavonoid rất có giá trị cho tim mạch. Vậy nên, thường xuyên sử dụng chanh leo thì chúng sẽ hỗ trợ làm giảm cholesterol, nới lỏng các tế bào bên trong thành mạch, giúp làm giãn mạch máu và giảm căng thẳng lên tim, giúp tim khỏe hơn rất nhiều. Ngoài ra, chanh leo cũng là nguồn cung cấp lượng vitamin C và vitamin A dồi dào. Vậy nên, một cốc nước chanh leo sẽ là một sự lựa chọn tuyệt vời cho những người đang ốm bệnh, người sau phẫu thuật cần hồi phục thể lực. Mặc dù công dụng chanh leo là vô cùng to lớn và tốt cho sức khỏe con người, nhưng nếu cô bác lạm dụng dùng thường xuyên và quá liều sẽ dẫn đến các tác dụng phụ như mệt mỏi, chóng mặt và loạn nhịp tim đấy cô bác nhé. 4. Quả quất. Nghe đến loại quả này chắc hẳn cô bác đang cảm thấy rất bất ngờ, vì từ trước đến nay thì mọi người chỉ biết đến quất như một loại quả gia vị để tạo vị chua, pha nước chấm hoặc cùng lắm là để chữa ho thôi, đúng không ạ? Tuy nhiên, ít ai biết được rằng đằng sau mỗi quả quýt nhỏ bé lại là một kho tàng khổng lồ các chất dinh dưỡng vô cùng giá trị. Thậm chí, nếu biết sử dụng quất đúng cách, chúng ta còn có thể chữa được vô số những bệnh lý khác nhau. Cụ thể thì quất là loại quả rất giàu vitamin A và C. Đây là những loại vitamin nổi tiếng với khả năng chống oxy hóa. Vậy nên, chỉ cần bổ sung một ly nước quất hàng ngày là cơ thể chúng ta sẽ được bảo vệ khỏi sự tấn công của các gốc tự do, đồng thời hạn chế tối đa nguy cơ bị các bệnh lý nguy hiểm như ung thư, huyết áp, đái tháo đường và đột quỵ. Cũng giống như cam, quýt, trong quất có chứa một lượng lớn vitamin C nên cũng giúp tăng cường hệ miễn dịch. Đặc biệt, vitamin C trong quất có khả năng xây dựng và củng cố sức mạnh của hệ miễn dịch, giúp cơ thể phòng chống lại nhiều bệnh do vi khuẩn có hại gây ra như viêm phổi, cảm cúm, sốt rét, tiêu chảy. Ngoài ra, dùng nước quất còn giúp đẩy lùi các tác nhân gây bệnh, hỗ trợ phục hồi nhanh chóng trong và sau khi ốm. Bên cạnh đó, chất oxy hóa trong quất còn có tác dụng tái tạo và xây dựng cấu trúc da, ức chế quá trình lão hóa và kéo dài tuổi thọ cho con người. Tuy nhiên, trong quá trình sử dụng quất thì cô bác cũng cần lưu ý là tuyệt đối không được ăn hoặc uống nước quất vào lúc đói nhé. Vì quất có nhiều axit hữu cơ nên rất dễ gây kích thích niêm mạc dạ dày, cồn cào và nóng rát ở trong dạ dày. Cô bác phải nhớ nhé. Và điều cuối cùng mà chúng tôi muốn nhấn mạnh với cô bác đó là để nâng cao sức khỏe và để cuộc sống có ý nghĩa và giá trị hơn, cô bác cũng nên dành thời gian ra mỗi ngày để tu dưỡng tâm tính và thanh lọc tâm hồn mình nhé. Cuộc sống quanh ta có biết bao điều tốt đẹp đáng quý và cần trân trọng. Nếu ý thức được điều này và bắt đầu chăm sóc gieo trồng những hạt giống tốt lành, chắc chắn bạn sẽ có được một cuộc sống tươi vui và hạnh phúc hơn nhiều. Nuôi dưỡng vẻ đẹp tâm hồn chính là yếu tố tạo nên giá trị cũng như nét đẹp chân chính, cái đẹp vĩnh hằng của mỗi người. Việc nuôi dưỡng tâm hồn đẹp sẽ giúp ta biết quan sát, biết không ngừng học hỏi, từ đó bản thân sẽ ngày càng hiểu biết hơn. Đồng thời, quá trình vun đắp nuôi dưỡng tâm hồn đẹp sẽ giúp ta ngày càng trưởng thành, khiêm tốn, chín chắn, sáng suốt hơn rất nhiều.
Đến đây thì thời lượng của chương trình đã hết. Cảm ơn quý cô bác đã chú ý theo dõi. Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại trong những video tiếp theo.